Hello anh chị, em Quang chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang dõi clip của Quang xin lướt nhé. Thì hôm nay em Quang xin phép giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe VinFast Lux FA ha, sản xuất 2019 nha quý anh chị nhé. Thì hôm nay em cũng chia sẻ quan điểm của em về dòng xe của VinFast, dòng xe Việt Nam mình ha quý anh chị ha. Hiện tại thì chất lượng thì theo em thấy về chất lượng thì VinFast chắc là có lẽ là ở trong Việt Nam mình nha, trong Việt Nam mình ok hơn tất cả các dòng xe quý chị. Tại sao em nói ok hơn tất cả dòng xe? Xe 2019 nha quý chị nha. Những con xe mà hôm trước em có bán một con xe hai cũng 2020 á. 2020 đi 117.000. Em nói ra nội thất, nếu mà nội thất cái đó của những con xe khác, những xe hàng thì nó nát bấy nha quý chị nha. Nhưng mà con 2019 quên con 2020 đó, hôm bữa em bán cái nội thất nó mới y chang con này luôn nè. Đó, nó mới trang con này luôn nha quý chị nhé. Cái tiếng ve ngoài kêu với mấy tiếng của xe nha quý chị. Đây nè, để ra ngoài nghe nha, còn ở trong nè quý chị nha. Đó, quý chị xem nội thất nè. Con này thì đi 50 mấy ngàn thôi, không nói. Con kia mà 100 mấy chục ngàn á, nó cũng y chang con này. Con kia thì bản bản tự chọn option đó quý chị. Còn con này thì bản bay ha, bản này còn bản bay bản thiếu. Xem này, ghế nè, 50 mấy ngàn, đời 2019 đi 5 năm. Ghế zin nha, bên em chưa dọn, chưa spa, chưa làm gì hết nha quý chị xem nè, bụi bặm nè. Chưa làm gì hết mà quý chị xem đó, đẹp cỡ này, vô lăng đẹp cỡ này. Và giá rất là mềm nha quý chị nhé, 2019 7 chỗ to đùng như vậy nè. Con xe ngồi rộng rãi thoải mái ha. Hiện tại bây giờ giá chỉ có 625 triệu thôi nha quý chị nha, 625 triệu thôi. Cái đó là em mới nói cái giá xe với lại chất lượng xe thôi. Máy móc động cơ thì cái đó thì chuyên sâu hơn nữa thì em không nói đến ha. Còn về phần lỗi thì em nói thật luôn á, xe lỗi xe nào cũng lỗi cả, kể cả Ford Everest mua mới, L4 không phải Everest, Ford mua mới đó. Quý chị xem bữa giờ trên anh em trên diễn đàn đó có đăng đó, khách hàng người tiêu dùng đi đến đại lý nằm trải chiếu ra nằm đó để được đòi lại quyền lợi, trong khi xe mẹt bên mẹt từ chối bảo hành này kia, rồi phải làm dậy sóng lên những cái drama bên Trung Quốc ha, chùm bạc ba màu gì đó, bạc sọc ba màu gì đó. VinFast mất giá, thực sự là kêu có mất giá hay không mất giá là ở người tiêu dùng nha quý chị nhé, không phải là bác vượng có giảm giá, có giảm giá xe mới này kia, nhưng mà mất giá còn mất giá nữa hay không là ở người tiêu dùng nữa nha quý chị nhé. Mà hiện tại bây giờ cho mất giá đây, giờ 600 mấy triệu nè quý chị mà mua không có lựa chọn được cái dòng xe 7 chỗ nào mà tốt hơn nữa ha quý chị ha. Tốt hơn nữa, động cơ 2.0 thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Không phải là em Quang bán VinFast bán có con xe này em Quang ca hô tung hô con xe này đâu nha. Hồi trước giờ nếu anh chị nào xem em Quang nhiều rồi cũng sẽ biết ha. Xe sao có sao em Quang nói vậy nha, xe có lỗi em Quang nói lỗi, xe có chày em Quang nói chày. Chứ không có mà kiểu mà có mình có xe này mà tung hô mình đà chà đạp xe kia đâu nha. Dòng xe VinFast là thật sự là bên em bán là rất là ít luôn, một năm bán đâu đó chục con thôi, trong khi đó xe hàng Hàn Quốc á, xe Hàn Quốc Kia Hyundai bên em bán một năm bán nhiều khi đôi khi cả ngàn xe nha quý vị nhé. Đó, có nào những năm mà hút hàng che hút hàng, những năm mà bán xe chạy đó, có những năm đó em bán cả ngàn chiếc xe hàng Ford cũng vậy. Có những tháng một mình em thôi nha, một mình em tháng Everest, riêng Everest thôi một tháng bán 7 chiếc Everest đó. Nhưng mà nói chung là những dòng xe đó đi sướng thiệt, ngon thiệt, nhưng mà đôi khi nó cũng có lỗi thôi nha quý vị, không phải xe dòng xe nào mà không có lỗi đâu. Rồi, con này cấp cơ bản bay bản cấp cơ nha quý vị nha. Cấp bản bay thì nó khác như bản premium và bản blade, con này mâm sẽ nhỏ hơn nè, bản blade thì nó cũng màu mâm y chang vậy luôn nhưng mà nó to hơn một tí ha. Rồi còn bản premium thì nó sẽ mâm nó là mâm phay. Những con kia thì được trang bị cấp điện, con này cấp cơ nè quý vị, con này cấp cơ ha, rộng lắm quý chị ngồi con này, mà quý chị ngồi hàng ghế ba nha, nó thiệt sự luôn rộng lắm. Mà con này hơi bất tiện cái nút kéo cửa, kéo cái ghế lên nè, nó nhỏ xíu, cầm lên nó kéo lên nó hơi khó ha. Ngồi này rộng lắm quý chị nhé, ngồi rộng lắm. Con này thì không hỗ trợ vay ngân hàng gì hết, xài ngân hàng bây giờ cũng không hỗ trợ vay dòng xe VinFast mới xăng nữa. 625 triệu thôi, còn thương lượng chút đỉnh nha quý chị nhé. Quý chị nào tham khảo thì nhấc máy lên alo em Quang. Xe thì bao cho quý chị, xe không đâm đụng, không ngập nước ha, cũng gầm hộp số máy móc zin. Nãy giờ đi một vòng xe thì quý chị cũng xem rồi. Xe chưa qua dọn rửa spa thì nó còn khá là đẹp, nhưng mà nó cũng có vài nhược điểm nha quý chị nhé. Đây nè.
đó. À, đá văng lên ha, chạy xước nè. À, mấy cái này thì không quan trọng đâu quý chị, cái này không ảnh hưởng đến chất lượng xe đâu ha. Này thì em qua cho dọn rửa spa thì nó một lần qua thì nó đẹp đẽ lại thôi. Nhận lớp 5 vàng thì cũng sắp hư rồi. Sắp hư rồi quý vị. Lớp Michelin, ủa Michelin con này Michelin đó ta. Đâu? Lớp này không phải lớp zin đâu quý vị nhé. Lớp zin không phải là Michelin. Lớp zin em nhớ như là Michelin hay Goodyear ta, không nhớ nữa. Nhưng mà nhận lớp cũng hư rồi. Lớp 2019 này. Không biết, chắc hình như lớp lớp zin thiệt, chắc lớp zin thiệt quý vị. Đèn VinFast em thấy nhỏ xíu mà không biết có sáng không, em chưa đi thử đi xa lần nào. À, có chuyện để mắt cam chờ sẵn nè quý chị, để sẵn thôi nha, chứ không phải mắt cam nha. Đèn thấy nhỏ, nhìn nó nhỏ xíu nè, không biết nó có sáng không. Quý chị nào đi thử rồi có cạnh, nếu mà thấy nó sáng hay không sáng thì comment cho em tôi biết ha. Anh chị đây em thấy có mở góc gương giống như ở Everest này. Động cơ này 2.0 turbo ha, giống như ở trên BMW. Hình như con này là máy của BMW X5 hay sao. Động cơ BMW X5 á quý anh chị. Động cơ BMW mà có 600 mấy thôi. Bây giờ quý anh chị mà ra mà xe BMW mà nó hư động cơ hay, ví dụ đó nha. Nó hư động cơ thì thay cái đầu cục máy lên không đã 600 mấy rồi nha. À, trong khi đó giờ nguyên con xe luôn chỉ có 600 mấy thôi, 625 triệu thôi. Xe đi 50 ta. Em nhớ là 50 54 55 ngàn gì đó quý vị ạ. Đây nha. Cách đầm rất là tốt nha quý vị, 52.000 km nha quý vị nha, 52.000 km nè. Đó, màn hình trung tâm to đùng này. Option thì con này bản bay bản thiếu thì cũng khá là thiếu option ha quý vị ha. Cruise control có này. Phanh điện tử có này quý anh chị. Bật tắt cảm biến rồi cái này này giống như là tắt máy, ngắt máy tự động đó quý vị. Hỗ trợ độ đều cái bánh xe tròn tròn đó quý vị. Ở đâu hỗ trợ độ đều đây chứ, đây hỗ trợ độ đều đây quý anh chị. Cái này là chưa tìm hiểu qua nha quý vị nhé. Rồi quý chị nào tham khảo thì alo em quen con này ha. Con này theo em thấy thì nếu rất xứng đáng để mua ha. Giờ giá 625 triệu mà quý chị mua Xpander mới bây giờ cũng đã 730 rồi. Đúng rồi, Xpander mới bây giờ bản premium đi, cho bản premium đi 730 rồi. Đi sao mà so sánh với con này được. À, Veloz cũng vậy. Veloz bây giờ cũng 770 ha. Rồi Etiga hoặc là XL7 thì sao mà so sánh với con này được quý vị. Đi sao mà sướng bằng được ha. Động cơ 1.5 đến 2.0 thì nó cũng không hơn nhau bao nhiêu cả. Động cơ 1.5 thì cho là 6 7 lít trên 100 cây đi, cho con này nó hao lắm thì 10 lít đi ha. 10 lít trên 100 km thì cũng không có đến đâu cả quý chị ạ. Quan trọng đi nó sướng, ngồi rộng rãi thoải mái ha, khách âm tốt, đầm chắc. Mà khi mình đã đi xe hơi rồi thì đi ô tô rồi thì không có bàn cãi tới nhiên liệu đâu quý anh chị ạ. Nhiên liệu thì nó là chỉ một phần nhỏ thôi, nên là lý do thôi nha quý chị nhé. Nhưng còn mà thực sự mà để mà đi mà để nó trải nghiệm tốt á. À chưa nói cái trải nghiệm nãy, nói cái trải nghiệm tốt con này nha quý chị nha. Bao nhiêu vụ va chạm rồi, à, không phải con xe này va chạm, ý nói là VinFast á, bao nhiêu vụ va chạm rồi. Dòng VF5 xe tải mà tung VF5 quý chị, quý chị có coi clip á, có hay coi clip chắc cũng biết. Mà bữa trên cao tốc xe tải nha, tung VF5 mà VF5 chỉ cần hơi méo đít một tí thôi là con xe tải đó đã bị lật xe rồi đó. Xe tải nha, xe tải tung VinFast chứ không phải là VinFast tung xe tải nha. Và gần đây nhất con VF3 tung con gì bữa hôm qua mới coi, tung bay một con xe to to hơn phân khúc SUV hạng C, cái con gì xe gì hôm qua mới coi xong nha. Con VinFast VF3, VF3 là xe nhỏ nhất của VinFast rồi đó. Tung bay một con xe luôn, bay một con xe SUV hạng C luôn. Khủng khiếp không quý vị, là biết là độ cứng và cái độ đầm chắc xe cỡ nào rồi ha. Hồi trước ở cách đây có vài tháng có một con Tucson tung với một con VF6 VF5 VF6 gì đó, VF6.
tung con vf 6 rớt cản ra, mà con vf 6 rớt cản ra con túc xanh rớt cục máy ra luôn. Quý chị là biết xe nó cứng cáp cỡ nào á, các em đã nói độ cứng nha, người ta kêu tiêu lực hay tiêu lực không thế nào em không biết, nhưng mà cái đó là an toàn của việc an toàn tiêu chuẩn rồi đó quý chị. An toàn tiêu chuẩn rồi đó, cứng thôi, chỉ cần cứng thôi, em không cần biết tiêu lực hay không tiêu lực gì cả. Khi tông nhau mà như xe tải bình thường, như xe như thí dụ như con VF5 bữa đi, ví dụ như xe tải bị dồn đít dồn gì đó, em thiệt luôn, những xe khác nó dồn lại là người trong chết, tiêu lực kiểu gì, trong khi đó giờ của xe kia nó méo đít một xíu thôi mà xe tải lật ra ngoài không bị ảnh hưởng gì hết, tung trực diện luôn nha quý vị nhé. Đó là biết nó cứng cỡ nào ha, tung kiểu cảm giác tung như này, hay xe VF3 là đứng kẹt, VF5 kẹt ở giữa ha, tung vô mà xe nhỉnh đít lên một cái xe tải lật qua một bên luôn đó. Nhưng trong khi đó những xe khác kêu tiêu lực gì, tiêu lực xong cái bẹp dính nằm ở giữa luôn. Ok thì không nói nhiều, bạn cãi nhiều về cái đó ha, nói nhiều gây ra tranh luận, kêu khen xe nhiều quá, có xe khen nhiều quá thực sự. Nhưng mà nếu mà em có mua xe, sau này em có mua xe, hiện tại giờ em có đã có xe đi rồi, nhưng mà sau này em có mua xe đi thì em cũng sẽ mua dòng VinFast này ha, giá rất là mềm, so sánh giá giờ không có đối thủ nha quý vị, không có đối thủ. Bây giờ kêu quý chị mua con gì, Nissan Terra đi, giá nó cũng hơn nhìn nhỉnh hơn một xíu thôi, hơn một xíu. Đi sao mà sướng bằng được, nói thiệt luôn. Quý chị lên đạp ga thử đi, quý chị chạy thử hai con đi rồi quý chị cảm giác. Em vẫn có bán dòng đó nha, chứ không bán dòng đó đâu, mà em khen dòng này chê dòng kia nha quý chị nhé. Ok, quý chị nào tham khảo dòng này thì alo em qua ha, số điện thoại 0377652627, xem xe tại 389 quốc lộ 13 thì Bình Phước, quận Thủ Đức. Em sẽ nhắc lại đây là con VinFast LED SA, LED SA sản xuất 2019 và xe đi được 52.000 km nha quý chị ơi. Giá bán thì em đang chào là 625 triệu, còn thương lượng chút đỉnh nha. Quý chị nào tham khảo thì alo em qua số điện thoại 0377652627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 thì Bình Phước, quận Thủ Đức. Xe thì em trang bị cũng đầy đủ, khá option ha, cũng không có thiếu thốn gì cả đâu, tuy là bạn thiếu thôi nhưng mà đi cũng là ok nha quý vị á. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi video, xin chào, hẹn lại quý vị clip tiếp theo ạ.